khi mày nghèo đến nỗi không có đủ tiền mua son dưỡng. Còn môi mày thì nhìn khô khốc, trông như mới hút cần thì... Mày tìm thấy dầu ăn, mày rót nó ra tay rồi bôi lên môi. Được một quả môi bóng nhảy nhiều dưỡng ấy. Nhưng người mày thì biến thành khoai tây mập đít. Khi mày nghèo đến nỗi không có tiền mua nổi một chiếc mặt nạ dưỡng da và mày tin công thức trên mạng, cho một ít nước da ven, một ít bơ, vài viên đá, tiếp một muỗng váng sữa, sữa tươi cho có độ sánh, ít bột mì, mày khuấy tất cả lại với nhau. Mày dưới lên miếng bánh đa và cứ thế đắp lên mặt. Mày ra giường nằm đúng 20 phút, rồi lúc mày tỉnh dậy soi gương và rồi mày biết đến tận thế. Ngày đến nỗi không có đủ tiền mua kem nền, nhưng mày lại có bột mì, bột cà phê, nước và dầu ăn. Mày trộn đều chung với nhau, mày thấy cũng đâu đến nỗi tệ. Và rồi mày chết đều cả lên mặt luôn. Sao em quá dễ thương, làm cho anh không sao xuyên. Và rồi mặt mày mốc lên. Khi mày nghèo đến nỗi không có tiền đi uốn mi hay mua mi giả, trong tủ lạnh lại có chôm chôm, mày nhanh trí cắt vỏ chôm chôm thành những miếng nhỏ, lấy ít keo dán mi còn thừa rồi dán lên mắt. Mày đứa con điên. Khi mày nghèo đến nỗi không có tiền mua phần má, mày đã có củ dền làm thủy tinh, mày cắt ra 2 miếng tròn tròn xoa xoa lên má, và thế là mày có luôn cặp má bằng xinh đẹp để đi hẹn hò cùng crush. The next day. Và rồi mày bị crush từ chối. Sáng dậy, tóc mày không khác gì tổ quạ, vừa bết vừa bẩn, mà lại sắp muộn giờ. Mày tận dụng luôn gói bột mì gọt đường. Và mày như là đi quảng cáo rồi gọi sân siêu.